Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mưa dông sẽ lan rộng hơn trên khu vực Bắc Bộ với nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa khiến nền nhiệt độ trong ngày hôm nay khá mát mẻ, trưa chiều chỉ khoảng từ 28 cho đến 31 độ, về đêm và sáng giảm xuống còn 23 đến 26 độ. Đợt mưa dông diện rộng lần này sẽ còn kéo dài ít nhất cho đến ngày cuối tháng, trong đó bắt đầu từ ngày mai mưa lớn khả năng còn tăng thêm về cường độ. Do mưa lớn kéo dài nên bà con vùng núi cần đề cao cảnh giác với khả năng có lũ lên trên hệ thống các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, gây trở ngại đến các hoạt động giao thông và sản xuất của người dân. Tại các tỉnh thành Trung Bộ, mưa dông cũng xuất hiện từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhưng với lượng không nhiều như các tỉnh Bắc Bộ và thường xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm. Ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ tăng lên vừa phải, ở ngưỡng là 31 cho đến 33 độ. Các tỉnh thành còn lại từ Quảng Bình đến Bình Thuận, mưa không nhiều, ngoại trừ ở tỉnh Bình Thuận có mưa rào trong chiều tối nay. Các nơi khác phổ biến không mưa, nhiệt độ trưa chiều vẫn lên cao từ 32 cho đến 35 độ, trời oi và hơi nóng. Khu vực còn lại thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình, nên ban ngày trời có nắng gián đoạn và mưa chỉ xảy ra ở vài nơi. Thời tiết thuận lợi hơn trong khoảng từ sáng đến 16 giờ chiều, sau đó khoảng thời gian từ chiều tối đến tối, mưa dông khả năng tăng hơn nhưng với cường độ và diện mưa phân bố không đều nên nhìn chung ít có khả năng gây ngập úng tại những đô thị lớn. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều, trưa chiều nay dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, những cơn mưa rào và dông bất chợt sẽ xuất hiện trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong ngày và đêm nay, làm nền nhiệt độ tại thủ đô sẽ không có điều kiện tăng cao. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cũng chỉ lên tới mức là 31 độ, về đêm nhiệt độ giảm xuống còn 25-26 độ, cùng với độ ẩm không khí dồi dào. Dự báo từ ngày mai cho đến những ngày nghỉ cuối tuần, những cơn mưa rào và dông sẽ liên tiếp xuất hiện trên khu vực Hà Nội. Có những thời điểm mưa dông có cường độ lớn và kéo dài, nên khả năng ngập úng là khá cao. Quý vị nên cẩn trọng khi tham gia các hoạt động giao thông. Nằm chung trong xu thế thời tiết Bắc Bộ, thành phố Việt Trì trong ngày hôm nay tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông. Mưa khiến đường xá trơn trượt nên chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt là những xe khách đường dài đi lên các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Sơn La, Yên Bái và Tuyên Quang. Trời nhiều mây, có mưa nên nền nhiệt độ tại thành phố mát mẻ hơn với biên độ nhiệt trong ngày chỉ khoảng là từ 26 cho đến 30 độ. Dự báo trong những ngày tới, thành phố tiếp tục nhiều mây và có mưa dông, do vậy bà con cũng nên lưu ý để có kế hoạch sắp xếp cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho phù hợp. Thời tiết tại các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ, trong đó có thành phố Đà Nẵng, ít biến đổi so với ngày hôm qua, trời phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng với mức nhiệt độ cao nhất tại thành phố sẽ chạm ngưỡng là 34-35 độ. Mặc dù không quá nắng nóng gay gắt, tuy nhiên do tiết trời oi nóng nên khiến cơ thể thường đổ nhiều mồ hôi, mất nước khiến bạn mệt mỏi. Vì vậy quý vị nên bổ sung đầy đủ nước để giúp cơ thể loại bỏ mệt mỏi. Đêm nay thành phố nhiều mây, nhiệt độ hạ xuống từ 28 cho đến 30 độ, cùng với độ ẩm không khí lúc này tăng hơn một chút nhưng mà cũng chỉ xấp xỉ là 80%. Nằm trong xu thế thời tiết các tỉnh thành Tây Nguyên đến với thành phố Đà Lạt, ngày hôm nay ban ngày trời nhiều mây do nằm trên độ cao 1.500m so với mặt nước biển, nên nhiệt độ trong khoảng thời gian này chỉ từ 21 cho đến 23 độ, rất mát mẻ. Đến chiều tối thì những cơn mưa rào sẽ xuất hiện nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh, nên chỉ cần một chiếc ô hoặc là một chiếc áo đi mưa mỏng là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi tham gia các hoạt động ngoài trời ở tại đây. Thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay khá đẹp. Gió Tây Nam hoạt động cường độ trung bình, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ ở ngưỡng là 32 cho đến 33 độ ở trong phần nội thành, rất thuận lợi cho việc lưu thông vào ban ngày. Vào tầm từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều thì mưa rào và dông xuất hiện với cường độ yếu, do đó chỉ khoảng 8 giờ tối là các hoạt động vui chơi ngoài trời buổi tối sẽ thuận lợi trở lại với du khách. Gió Tây Nam giảm cường độ nên thời tiết ở Cần Thơ ngày hôm nay cũng có nắng vào ban ngày. Chiều tối chuyển mưa rào với cường độ không mạnh, không gây ngập úng và không có dông lốc mạnh. Bà con tranh thủ ngày nắng để hong phơi nông sản, chăm bón ruộng đồng. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất tại thành phố đạt ngưỡng là 32-33 độ. Đến tối muộn về đêm giảm dần xuống ngưỡng 29 độ cùng với độ ẩm không khí trung bình ngày, dao động từ 66 đến 92%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.